Châu xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Hoa Thịnh Đốn phát hình lúc 1 giờ 30 trưa ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2015. Thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự Khóa truyền thống và văn hóa Việt Nam của hướng đạo Úc Châu. Và sau cùng là cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Kiều Chinh phần 1. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu kính gửi đến quý vị phóng sự Khóa huấn luyện truyền thống và văn hóa Việt Nam của hướng đạo Úc Châu. Kính mời quý vị theo dõi. Chúng tôi Nam Hương và Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài FPTN. Kính thưa quý vị, Hội đồng Trung ương ngành hướng đạo Việt Nam đã tổ chức Khóa Văn hóa và Truyền thống hướng đạo Việt Nam 14 tại Lanfield, Sydney. Khóa huấn luyện được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 năm 2015. Vào sáng sớm thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2015, khóa chính thức chào cờ khai mạc. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của các trưởng và các phụ huynh hai liên đoàn Văn Lang và Bách Việt. Đặc biệt có sự hiện diện của ba trưởng đến từ Hoa Kỳ là trưởng Lê Đức Phẩm làm khóa trưởng, trưởng Trần Anh Kiệt phụ tá khóa trưởng và trưởng Võ Thành Nhân. Xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt, những chia sẻ của các trưởng và các em tham dự khóa sau đây. I'd like to invite Dung Dan, our camp chief, to have a few words. Cảm ơn các trưởng và các em và phụ huynh tham dự cái buổi trại này. Tối hôm qua ngủ ngon không? Không. Hơi ngon. Hơi ngon hả? Quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe. Thì trong tương lai mong rằng là các anh chị sẽ tiếp tục để tham gia và ủng hộ và mượn áo trưởng cho các em và tương lai của chúng ta. Tất cả trong trại kể từ giờ phút này, ngoài ban hướng dẫn, trong staff của trại, các trưởng huấn luyện, tuyệt đối tất cả các khóa sinh đều phải nghe theo cái còi này. Các huynh nhớ chưa nè, mà chỉ nghe cái còi này mà thôi, ngồi ra không có nghe cái gì hết. Cái còi này có hiệu đến tất cả các khóa sinh. Không có một cái còi nhỏ nào á, ảnh thổi chơi á, hay mà ảnh lậu những làm, không có bao giờ nghe, mà chỉ có nghe cái tiếng này thôi. Thì thay mặt cho khóa trưởng, xin giao còi hướng dẫn lại cho đội trưởng. Cái còi này biểu gì thì các khóa sinh phải làm theo nấy. Cái còi này tít 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 thì khóa sinh có quyền chạy. Cái còi này tít tít là khóa sinh có quyền đứng. Mà cái còi này không nói năng gì hết thì các khóa sinh cứ tự nhiên muốn làm gì đó thì cứ làm. Mục đích của cái khóa thì chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái dịp để các trưởng có thể ôn tập lại, các trưởng có thể tìm hiểu thêm về những cái sinh hoạt truyền thống của hướng đạo Việt Nam để mình áp dụng cho các em ở bên Úc. Mục đích thứ hai là nhằm để củng cố cái tinh thần, hoặc là mình làm thế nào để các trưởng ngồi lại với nhau, cùng sinh hoạt với nhau theo một cái đường hướng nào đó chung, để mà mình làm cái công việc sinh hoạt cho các em nó tốt đẹp hơn. Từ cái văn hóa dân tộc Việt Nam thì trong đó có cái ảnh hưởng của phong trào hướng đạo. Tại phong trào hướng đạo đặt
rất là đặt nặng về vấn đề văn hóa dân tộc Việt Nam đối với những cái tinh thần của những cái đơn vị hướng đạo của người Việt Nam ở nước ngoài. Thì đối với tất cả các trưởng ở nước ngoài thì người ta mang cái hai cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm thứ nhất là làm thế nào để phát triển phong trào để đưa cho các em nó hội nhập vào với cái điều kiện xã hội mới, và đồng thời nó phát triển được cái khả năng của nó trong cái lĩnh vực cá nhân của nó, để rồi nó đưa vào cái xã hội trong cái cuộc sống hòa bình của một cái quốc gia nó đang sinh sống, cũng giống như là một cái tập thể lớn là trong cái nhân loại. Đây cũng là một cái dịp để mà các trưởng học, các trưởng biết nhiều thêm hơn, và các trưởng làm thế nào để tổ chức cái trại 85 năm kỷ niệm của hướng đạo Việt Nam của mình thành công hơn trong tháng 12 sắp tới. Con đi cắm trại này cuối tuần này tại vì con ở nhà con buồn, con không có ai chơi, con boring ở nhà, con có gì làm hết trơn. Con hãy đi lại đây họp mấy cái, con không biết con họp mấy gì mới này, con phải vô đó xíu nữa con biết rồi. Con đi hướng đạo thì thấy là rất là vui, có nhiều bạn ra đây đi biết học đồ mới á, không biết trên mình đi học ở school không có teach us the same things out here. I joined Scouts because it's something different, something you don't do every day. I came here today to learn about the traditional Vietnamese scouting and stuff that I haven't learned yet. Đi hướng đạo tại vì em thích ra ngoài thiên nhiên, và là hiện giờ em là trưởng, so em thích dạy lại cho mấy các em nhỏ. Với lại hôm nay em tới đây tại vì em muốn học hỏi về truyền thống của hướng đạo mà về bên Việt Nam đó, or like Vietnamese scouting, truyền thống đó nó ra sao, rồi để cho em học biết thêm. Em thích hướng đạo vì em được học hỏi mấy lời mà không để được xài trong cả đời em. Mà đi học nó đâu có dạy mấy lời đó. Và em tới từng học khóa này để truyền lại cho mấy em nhỏ. Và bữa nay đi cắm trại này để học thêm khóa hướng đạo Việt Nam đặng trời dạy cho mấy đứa nhỏ lại. Con thích đi tại con được đi cắm trại ngoài nước, nên đi nước Úc ngoài Mỹ. Con thích đi hướng đạo tại được hoạt bát với nhiều các bạn mới, đi cắm trại. Và cuối tuần này con tới đây thì con muốn học hỏi thêm về hướng đạo Việt Nam. Nói về vấn đề mà phát triển phong trào đó thì đây là coi là bổn phận của chung hết, từ các trưởng cho tới phụ huynh chứ không phải là các em. Các trưởng là có bổn phận rằng là khi mà có em, các em vô thì các trưởng phải làm sao chương trình cho nó phong phú và các em muốn ở lại. Phụ huynh cũng có bổn phận là đưa các em tới và đưa gọi là thường xuyên và đúng lúc, và có thể nói rằng là giới thiệu những các bạn bè của mình có con em trẻ để đưa tới phong trào. Về phim các trưởng nữa thì các trưởng cũng có bổn phận và phụ huynh cũng có phần chung với nhau để gọi là quảng bá ra ngoài cái mục đích và cái nguyên lý của hướng đạo cho cộng đồng chung, cộng đồng của người Việt mình hiểu được là cái phương pháp, cái nguyên lý hướng đạo, và nó đem cái những cái điểm tốt cho các em. Thì nếu mà nói về cụ thể hơn thì em mong rằng những cựu trưởng hướng đạo ở đây mình nhiều lắm, em chưa quen biết hết mà từ từ em cũng nghe tới. Nhưng mà các cựu trưởng đó, khi em nghĩ em cũng hiểu rằng là khi mà mình tới xứ lạ quê người, mình phải lo cho gia đình, mình phải lo cho công ăn việc làm, rồi mình nuôi con, rồi lo cho gia đình, cho nên cái hướng đạo nó đã gọi là nằm xếp hàng sau. Nhưng mà đây cũng là đúng anh chị, đây là đúng là tại vì hướng đạo nó cũng có một cái nguyên tắc là mình phải lo cho gia đình mình trước, là hướng đạo đi sau chứ không phải hướng đạo không thể đi trước được. Và em cũng hiểu rằng là các anh trưởng này đã tương lai cũng đã trước đây cũng đã gọi là hy sinh nhiều cho phong trào. Nhưng em mong muốn rằng các anh trả lại, vì các anh biết không, anh chị biết không, nếu anh chị bỏ đi rồi đó thì cái sự nối tiếp nó không còn nữa.
hay là cái đường anh đi mà anh đã xóa cái đường đi rồi thì tụi em sẽ đi lạc đường. Thì em cũng mong rằng là em sẽ kêu gọi, em mong rằng lòng em kêu gọi lên các cụ trưởng hướng đạo Việt Nam mình trước đây trở lại với phong trào làm cố vấn cho các em trẻ để nên đường cho họ biết đường đi tiếp tục. Tại vì nếu mà các anh chị không trở về thì là tụi em sẽ đi lạc đường. Các trưởng, hôm nay mình có một buổi lửa trại rất là đặc biệt mà mình nghĩ rằng là từ trước tới giờ mình chưa được tham dự. Chứ vậy thì trước hết mình xin giới thiệu trưởng Phẩm, trưởng Từ bên Mỹ qua. Chắc từ sáng giờ, từ qua tới giờ ai cũng biết. Chúng ta sẽ làm một tiếng o thật lớn để chào trưởng Phẩm. Theo rừng bỏ lên quay. Nam Hương và Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn quý vị vào những phóng sự kỳ tới. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình văn nghệ với chủ đề Tình yêu tình người do bên em đang có ta Foundation tổ chức vào lúc 7 giờ chiều đến 12 giờ đêm ngày Chủ nhật 2 tháng 8 2015 tại Fortune Restaurant 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia với sự góp mặt của các danh ca Lâm Thúy Vân, Y Phương, Huỳnh Phi Tiễn, Sĩ Đan, Hà Tuấn Huy và hai MC Trịnh Hội và Nguyễn Văn Khanh. Mọi chi tiết xin liên lạc Thẩm Mỹ Viện Ngọc Minh 703-237-3999, Võ Thành Nhân 301-257-8496, Ung Kim Lâm 703-307-5001. Kobe House, một nhà hàng được khen ngợi sang trọng và sạch sẽ nhất vùng. Thức ăn 100% không dùng bột ngọt, khung cảnh rộng rãi và rất thích hợp cho những hẹn hò công việc riêng tư. Sân khấu cùng với dàn âm thanh chuyên nghiệp, có hát cho nhau nghe mỗi tối thứ sáu từ 8:30 đến 12:30 sáng có Beer and Wine. Mở cửa 9:00 sáng đến 9:00 tối 7 ngày một tuần. Kobe House, bên trong Eden Center, số điện thoại là 571-2823-662. Nguyễn Vũ và gia đình hân hạnh đón tiếp quý vị. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại. Nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và bánh họp mặt gia đình. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Kim Phụng Bakery có nhận đặt bánh chưng, bánh tét được sản xuất tại chỗ. Kim Phụng Bakery có nhiều hộp mứt lớn và nhỏ để đồng hương mua tặng làm quà ngày xuân. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa mỗi ngày từ 9:00 sáng đến 8:00 tối. Điện thoại số 703-534-4525. Tàu hũ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài. Tàu hũ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa. Đặc biệt trà chân châu, tàu hũ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chưng. Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10:00 sáng tới 8:00 tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Điện thoại số 703-534-1202, 703-534-1202. Nhà hàng Trung Hoa New Fortune tại Maryland đã phục vụ hàng ngàn dạ tiệc trong thời gian qua. Nhà hàng Trung Hoa chuyên về các món ăn Quảng Đông với kinh nghiệm nhất cho tiệc cưới, tiệc liên hoan, họp mặt hội đoàn. Có điểm sắm mỗi ngày và giá đặc biệt cho các tiệc vào ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Nhận đặt tiệc cưới cho năm 2015 và 2016. Mở cửa mỗi ngày Chủ nhật đến thứ Năm 11:00 sáng tới 1:00 sáng, thứ Sáu và thứ Bảy 11:00 sáng đến 2:00 sáng. Điện thoại số 301-926-8828 hoặc 301-548-8886. Ông bà Tony Trần kính mời.
General Tsai, công ty làm bản hiệu hơn 25 năm tại Virginia, Maryland và Washington, D.C. General Tsai chuyên cung cấp các dịch vụ gắn bản hiệu cửa hàng bên trong và bên ngoài, đèn LED cho chữ đèn bản hiệu tiệm, hộp đèn bản hiệu, đèn LED chạy chung quanh Windows, chữ dán cửa ra vào và cửa kiến, bản hiệu bằng gỗ hoặc bằng nhôm, dán chữ lên xe van và xe truck, làm banner. Công ty có đầy đủ các thiết bị, biết cách làm đơn xin phép gắn bản hiệu tại County và City. Công ty General Sign uy tín, đúng hẹn, bản hiệu đẹp, tốt, bền, chất lượng cao, nhận tham khảo miễn phí. Điện thoại số 703-334-7041 hoặc 571-277-0538. Thẩm mỹ viện Ngọc Minh tại Eden Center đặc biệt có bán các loại kem mỹ phẩm, sữa tắm và các loại dược thảo như đông trùng hạ thảo, linh chi, yến khô và nước, superfood Codan, collagen của Pháp, Nhật, Đại Hàn, Indonesia có FDA chứng nhận cho các hiệu nổi tiếng như J, Billmore, EV Princess, bảo đảm giá hạ nhất trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Điện thoại số 703-237-3999, 703-237-3999. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình Hoa Thịnh Đốn. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Kiều Chinh, phần 1 do Thanh Trúc thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Thanh Trúc kính chào tái ngộ quý vị với chương trình Chào Washington DC. Và thưa quý vị, vị khách mời đến với chương trình hôm nay là cô Kiều Chinh, một khuôn mặt tiêu biểu của nền điện ảnh Việt Nam trước năm 1975. Và sau 1975, ở hải ngoại, cô cũng là người có thể nói là đi tiên phong trong cái vai trò của một người mà dấn thân vào ngành điện ảnh ở xứ người, mà cô đã vào đến Hollywood và sau này có những hoạt động rất là quan trọng. Thanh Trúc xin kính chào cô Kiều Chinh. Dạ, thưa chào Thanh Trúc và thưa kính chào quý vị khán giả của đài SBTN DC, thì kính chào quý vị. Cô có thể cho mọi người biết là lý do một người bận rộn như cô mà hôm nay lại có mặt ở tại Washington DC này? Dạ, thưa Thanh Trúc, thì Kiều Trinh được mời tới để tham dự cái cuộc diễn hành ngày July 4, ngày mùng 4, thành ra từ California cũng tới đây để góp mặt cùng quý vị để mừng cái ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Dạ. Thưa cô, có thể nói rõ cho Thanh Trúc biết đó là cô được mời đến đây để tham gia cuộc diễn hành, nhưng mà như thế nào? Có phải là cô sẽ đi trong một cái đoàn của người Mỹ gốc Việt rồi ngồi trên xe hoa như là những cuộc diễn hành ở các tiểu bang khác mà cô đã từng được mời? Dạ thưa vâng, thì theo như là ban tổ chức mời thì là Kiều Trinh sẽ gọi là xe hoa, nghe nó buồn cười quá nhỉ. Tức là Kiều Trinh sẽ đứng ở trên một cái xe, dạ, gọi là xe hoa đi, thì trong cuộc diễn hành đó, vâng. Tức là không phải là cô Kiều Trinh răng lên xe hoa, nhưng mà cô Kiều Trinh sẽ là được mời để diễn hành trong trên cái chiếc xe hoa của của người Việt Nam mình. Thưa cô, đây có phải là lần đầu tiên cô đến với cái buổi diễn hành ngày lễ độc lập ở ngay thủ đô Washington không ạ? Dạ thưa vâng, thưa Thanh Trúc vâng, đối với Washington DC thì đây là lần đầu tiên, vâng. Dạ, nhân cái dịp mà cái lễ độc lập đó này đó cũng là kỷ niệm là 239 năm thành lập của Hiệp Trung Quốc. Dạ vâng, thì là với lại hồi nãy cô cũng có nhắc nữa, 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt, rồi lại 40 năm Sài Gòn mất. Dạ. Vâng, nó có nhiều cái sự kiện quan trọng như vậy. Thì khi mà đến vùng thủ đô này và biết rằng mình sẽ đi ở trong cái đoàn diễn hành ở cái ngày lễ độc lập kỳ này đó, tâm trạng của cô như thế nào? Dạ, thì mình cũng mừng cái ngày lễ độc lập, thì nó là một cái chuyện giống như là cái color code của nước Mỹ, nó là trắng, xanh, đỏ. Dạ. Nó là một cái dịp vui mừng sinh nhật mà, và đốt pháo bông. Thế nhưng mà cũng song song với cái dịp đó, đó thì mình cũng có những cái xúc động riêng về cái hoàn cảnh của người Việt Nam mình, bởi vì nó cũng làm cái kỷ niệm 40 năm. Dạ. Vâng. Của mình xa quê hương. Và đồng thời nó cũng là một cái kỷ niệm của 70 năm chấm dứt cuộc chiến đệ nhị thế chiến. Đệ nhị thế chiến chấm dứt năm 1945. Thế năm nay nó là 70 năm. Thì nghe, những cái hình ảnh đó nó cũng lẫn lộn. Cũng như là trong mấy cái ngày sinh hoạt gần đây, mình
mình thì bây giờ là mình là công dân Mỹ phải không ạ? Yeah. Nhưng mà mình vẫn là gốc Việt Nam. Thế nhưng mà trong những cái sinh hoạt thì mình bị những cái lẫn lộn. Yeah. Là mình cũng gặp một số những cái người cựu quân nhân từ cái thời đệ nhị thế chiến. Uh-huh. Vâng, thì họ cũng nhắc tới cái quá khứ của họ, những kỷ niệm của họ. Rồi mình cũng gặp một số các quý vị cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì họ cũng nhắc tới những cái sinh hoạt của họ. Thế nên mình cảm thấy là mình là một cái người phụ nữ đó, thì mình cũng nhìn thấy cái xúc động khi mình nhìn thấy những cái người quân nhân mà họ phải chiến đấu trong những cái cuộc chiến, và cái cuộc đời của họ nó đầy những cái bi đát cũng như là oai hùng của một người quân nhân. Thì đó cũng là cái điều mà Kiều Trinh mấy ngày hôm nay cũng rất là cảm động, nó có một cái gì đó nôn nao trong lòng. Cảm động. Thưa cô, như thế này, không ai có thể phủ nhận là cô cũng đã từng trong những cái cuộn phim mà nói về chiến tranh Việt Nam đó, hay là những cái tài liệu về chiến tranh Việt Nam ha, này kia, cô cũng được mời để mà như là một cái người đóng góp ý kiến, một người có những cái như là cố vấn đó. Cô có đồng ý với Thanh Trúc cũng như là thưa quý vị có đồng ý là mấy lúc sau này tự nhiên mình thấy là cái gì về miền Nam, Việt Nam nó được nói đến nhiều, và có những cuộn phim nữa nó được nói đến nhiều thưa cô, mà trong khi đó trước đó đó khoảng như là 10 năm, 20 năm về trước khi mà bắt đầu mà người Việt đi bỏ nước đi đông rồi đó, thì nói về cuộc chiến Việt Nam người ta không có nói nhiều đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà sách báo thế giới đều nói là giống như là một cuộc chiến giữa quân đội Hoa Kỳ với quân đội Bắc Việt mà thôi. Cô thấy cái điều đó nó quá là... Dạ, thưa Thanh Trúc, vâng, cũng như chúng ta được xem nhiều cuốn phim mà nói về chiến tranh Việt Nam, nhưng mà những cái câu chuyện đó nó là qua cái mắt nhìn, qua cái point of view của người Mỹ. Họ nhìn về cuộc chiến đó, hoặc là những cái người viết cái câu chuyện đó thì họ chỉ nhìn thấy cái quân đội của họ thôi. Nhưng mà gần đây đó, thì nó có một số phim Việt Nam ra đời, mà cũng có một số người Việt Nam involved vào những cái câu chuyện như thế. Chẳng hạn như là cái cuốn phim The Last Day of Vietnam của bà Rory Kennedy, rồi cái phim Vietnam America của nhóm chị Nancy Bùi, cũng như là cuốn phim sau cùng mà tôi được hợp tác, đó là cái cuốn Ride the Thunder, là nói lên cái cuộc đời sự thật của một nhân vật nhân chứng sống. Đó là của Trung tá Lê Bá Bình, một người anh hùng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong thủy quân lục chiến. Và hiện tại ông Lê Bá Bình hãy còn đang sống ở cùng gia đình sống ở San Jose. San Jose. Dạ vâng. Và đó là cái câu chuyện về cuộc đời của một người trung tá thủy quân lục chiến với một người cố vấn Mỹ là ông đại úy John Ripley. Dạ. Mà cuốn phim đó cũng đã chiếu rất là thành công ở quận Cam cách đây 2 tháng, và hiện tại đang chiếu ở Arizona kéo dài liền 8 tuần lễ không chấm dứt, bởi vì rất đông các cựu quân nhân của cả hai phía Việt Nam Cộng Hòa cũng như là phía quân lực Mỹ đi coi. Và cuốn phim đó cũng sẽ được trình chiếu với quý vị ở đây cũng trong một ngày rất gần đây thôi, chắc là 1-2 tháng nữa thôi. Dạ, dạ vâng, Thanh Trúc biết là và trong cuốn phim đó thì cô cũng đã dự phần rất là nhiều ở trong đó, phải không ạ? Trong đó thì Kiều Trinh với tính cách là một người co-producer. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, nói rằng là Ride the Thunder, tức là cởi ngọn sấm. Thanh Trúc nghĩ rằng đây, ngọn sấm đây có nghĩa là cái cao độ, cao điểm của một cuộc chiến ở ngay tại Đông Hà, phải không ạ? Dạ vâng. Mà lúc đó là hai cấp chỉ huy đó, họ đều gọi là phải có một cái quyết định để mà phá cái cầu ra để chặn đường tiến quân của quân Bắc Việt. Thì chính cái người cố vấn Hoa Kỳ đó, phải không ạ? Dạ. Là cái người hùng đã thực hiện cái để trèo lên để cài bom vào. Thưa cái câu chuyện đó nó đã viết thành sách. Cái cuốn sách cũng mang cùng cái tựa là Ride the Thunder, một cuốn sách dài 600 trang, rất là dày, của ông cựu thủy quân lục chiến ông Richard Bawkins. Và cuốn sách đó đã được đưa lên màn ảnh qua đạo diễn Fred Koster và nói lại cái cuộc đời của hai nhân vật đó. Ông John Ripley thì chết rồi, nhưng mà ông Lê Bá Bình thì là cuộc đời của ông Lê Bá Bình đã được diễn tả lại bằng sự của tài tử Joseph Hiếu.
Dạ. Ở trong phim, dạ vâng, đóng vai Trung tá Lê Ba Bình. Vâng. Trong này anh Joseph Hiếu đóng rất là tới, rất là hay. Dạ vâng, rồi trong cái phim sắp tới đây mà sẽ được trình chiếu ở vùng DC này đó là vào tháng 10 này đó là cái phim Việt America của cái Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa. Dạ. Người Mỹ gốc Việt của chị Triều Giang, vâng, như là cô Kỳ Trinh đã nhắc tới đó. Thì dạ, cô Kỳ Trinh cũng là người đứng đằng sau để mà có cố vấn hay... Dạ, thì Kỳ Trinh là ở trong... dạ, Kỳ Trinh chỉ là ở trong cái board advisor của Hội Bảo tồn Văn hóa gốc Việt. Dạ. Dạ vâng, thưa cô Kiều Trinh là một tài tử đóng phim rồi cũng đã đi bên cạnh những người mà làm phim, đặc biệt là những phim Việt Nam như vậy, mà tìm cách để mà làm sao để cho đưa ra cái sự thật về cuộc chiến Việt Nam chẳng hạn. Thì thưa cô thấy là làm một cái phim mà đứng về phía những người Việt Nam thôi, mặc dù đạo diễn là người Mỹ, nhưng mà cái khó khăn của họ, cái những cái mà họ phải gọi là những cái khó khăn và những cái điều mà họ phải làm sao để mà vượt qua để mà hoàn tất cuốn phim đó, cô có thể nói được không? Dạ vâng, thưa, thì làm một cuốn phim nó khó lắm, nó nhiều vấn đề lắm. Vâng, nhất là cuốn phim mà nói về một cái đề tài mà thuộc về lịch sử thì nó lớn lao quá đi, khó, rất khó để mà thành công. Thế nhưng mà dù sao chăng nữa thì mình cũng rất mừng là cái câu chuyện của người Việt Nam tới 40 năm sau mà cũng vẫn còn có người muốn theo dõi, muốn xem. Và cái mình cũng rất mừng, như là hồi nãy có chia sẻ với lại Thanh Trúc đó, là những cái người đạo diễn, những người làm phim của thế hệ trẻ Việt Nam đó, ví dụ như là tôi có được làm việc với đạo diễn Trần Hàm chẳng hạn trong cuốn phim Vượt Sóng đó, thì họ là những cái thế hệ trẻ, họ có thể là tới nước Mỹ lúc họ mới có 2-3 tuổi, hoặc là có những cái bạn trẻ hơn là sanh ra tại nước Mỹ và có học hành về điện ảnh, nhưng mà đến khi mà ra ngoài để mà thực hành những cái điều mình đã học đó, thì họ đã chọn những cái đề tài của quê hương, của lịch sử, của văn hóa người Việt. Thì đó là một cái điều mà tôi rất là mừng, rất là khuyến khích, và cho tôi một cái hy vọng là trong tương lai những cái câu chuyện của mình còn được sống, còn được để lại cho nhiều thế hệ sau này nữa. Dạ. Yeah. Quý vị vừa theo dõi buổi mạn đàm giữa Thanh Trúc với nữ tài tử Kiều Trinh nhân dịp cô có mặt ở tại Washington DC này cho ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7. Một lần nữa Thanh Trúc xin cảm ơn thời giờ của cô Kiều Trinh, cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của cô. Dạ, thì cảm ơn Thanh Trúc nhiều. Dạ, thì kính chào quý vị. Dạ, thưa quý vị, Thanh Trúc xin chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong kỳ tới. Kính thưa quý vị, đến đây, chương trình phát hình của Hoa Thịnh Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.